Chào tất cả các bạn nhé, mình là Quỳnh đây. Thì sau lưng mình đây còn một cái máy rửa chén. Thì lâu nay mình chia sẻ về máy rửa chén, cái thứ cũng rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại đây á, tại công trình mình muốn quay cho các bạn thấy một cận cảnh lắp một cái máy rửa chén này như thế nào và cái chiều cao như thế nào là phù hợp đối với một cái máy rửa chén. Thì thưa các bạn, bình thường á, là cái máy rửa chén thị trường á, là cái thứ của nó sẽ rộng là khoảng 60. Nhưng đối với mình á, cái máy rửa chén này là cái bếp của khách hàng rất là nhỏ, nên mình chọn cho khách hàng một máy rửa chén kích thước khoảng tầm cỡ 45 cho đến cỡ 50 thôi. Là cái chiều cao bếp từ dưới nền lên tới cái phần đây nè của mình á, và sau này hoàn thiện mặt đá nữa. Đây ví dụ mình đây là cho một tấm đá đi mọi người đó, như thế này. Thì cái chiều cao hoàn thiện nó sẽ là 86 cm, mà kích thước máy rửa chén á bản thân nó là 845 mm. Thì tại sao bản thân nó là có một cái nắp nữa nè, nó rất là cao. Nhưng mà tới khi mà như thế này á thì mình sẽ tiến hành này, gỡ cái nắp ra, gỡ cái nắp này ra nhé mọi người. Cái nắp này đã tháo rời ra được rồi. Mục đích mình tháo rời cái nắp á để đưa cái máy để chén vào cho nó lò, và cái chiều cao này á nó sẽ hợp lý với cái người sử dụng cái bếp. Chứ còn nếu như chúng ta mà làm cái bếp chiều cao 89 á thì đương nhiên rồi, cái nắp này nè nó sẽ chạy lọt vô trong rất là thoải mái. Nhưng á nó cao 89 như thế thì mình nghĩ rằng người Việt Nam nó sẽ không thoải mái cho lắm, nên chỉ chọn cái chiều cao 86. Rồi đây, trong quá trình mà làm cái máy rửa chén này nè thì mọi người để ý nè, mình thiết kế là luôn luôn chừa ra cho nó khoảng một bên là khoảng tầm 5 ly, và chứng tỏ là một phân 1 cm đó đấy, để chút được cái máy vào cho nó vừa. Chứ còn nếu chúng ta làm sát quá thì đương nhiên mà trong cái phần đút vào rất là khó nha mọi người. Còn đây bên này á là cái phần mà dơ, anh đang quay với em luôn, gần mà xịt thì mọi người sẽ để cái khu mà dơ sẻ nó nè. Thì cái máy rửa chén này nè nó sẽ gồm hai phần dơ này, đây là dơ tốt của nó và đây là dơ nước cắt của nó. Thì xí ở đây mình sẽ đóng nối cái phần này rồi. Còn cái phần này á là mọi người để ý nè, đây là một cái lớp lông để giúp cho cái việc mà hơi cái nước nóng của máy rửa chén á nó không bị tỏ nhiệt ra nhé mọi người, nên họ làm một cái lớp lông trên này. Còn trên này á thì mình có làm cái nắp này để che nó lại, thì đảm bảo cái yếu tố là chịu lực khu vực này. Thực ra thì khu vực máy rửa chén này cũng không có làm cánh cửa nè, và cũng không có làm vách gì nhiều, nó chỉ là một cái hộp như thế này thôi, và đưa cái máy rửa chén lọt lòng vào để mình đảo vào cho mình thấy nha. Đây đấy, thì hiện tại á như mọi người thấy là cái máy rửa chén nếu như thế này nó sẽ bị lồi ra, thì nhiều người đánh giá nó sẽ bị xấu. Nhưng mình nghĩ rằng á chúng ta chỉ được chọn một trong hai, một là cái kích thước mặt bếp hoàn thiện này là 61 cm, thì đương nhiên nó phải lồi ra như thế này đó, hoàn thiện mà tới đây. Còn trường hợp thứ hai, nếu mọi người muốn bao trùm luôn cái phần này á thì đương nhiên cái mặt đá bếp á nó phải kéo dài ra đây là phải là 65 cm. Lúc này á thì kích thước cái phần này nó sẽ rộng hơn, và đồng thời khi mà chúng ta đứng nè, cái bụng chúng ta nè với lại cái phần tủ trên nè nó sẽ không tương xứng, thì lúc này tủ trên là cũng cần phải kéo ra. Nhưng mà mình nghĩ rằng á chỉ nên chọn bếp ở cái độ rộng khoảng tầm 61 là vừa rồi, vừa dùng rồi, thì cái phần này chấp nhận đương nhiên nó phải lòi ra đấy. Mọi người phải lưu ý chỗ này nhé. Còn về cách hướng dẫn sử dụng máy thì mình sẽ không hướng dẫn tại đây, vì mỗi hãng sẽ có những nhân viên của bên hãng họ sẽ hướng dẫn về cái vấn đề là sử dụng máy. Trên đây đây đấy, mình gỡ nắp rồi đó, thì nó vẫn còn một cái độ là thông thoáng, vẫn còn một kẽ hở này nè, nên vẫn đáp ứng được yếu tố mà thoát nhiệt. Dưới này là phòng trong nó cũng luôn luôn là cắt cái nền nhé, không có thể là đụng trực tiếp được. Còn khi mà ví dụ như chúng ta xử lý sự cố gì đó thì chúng ta có thể là bật nắp rồi đây và kéo ra như này. Kéo thì mọi người nắm vị trí này nhé, kéo ra để chúng ta xử lý. Còn dây điện á thì mình cũng làm một cái giác cắm âm ở phía sau lưng của máy rồi. Đẩy nó vào thì cũng rất là đơn giản nhé, mọi người có thể là dùng lực như này thôi. Còn cái nắp này nè thì mọi người có thể tạm dụng nó làm việc khác, hoặc là chúng ta cất nó đi. Khi nào ví dụ máy rửa chén mà chúng ta không muốn nữa và chúng ta nâng cấp một máy rửa chén khác đó, thì đương nhiên chúng ta sẽ kéo ra và ập nắp lại, di chuyển đến một vị trí nào đó gọi là không có âm tủ thì chúng ta sẽ đợi nắp lại. Thì cái nắp này bước đi thì rất là ủng mọi người. Máy nào chúng ta còn chưa có cái nắp nữa, nắp này gọi là cái phần mà che bề ngồi thôi, nhưng mà nó tăng lên tới tầm là gần 3 cm, rất là cao. Rồi vừa rồi là mình vừa chia sẻ xong cái kích thước của máy rửa chén tại công trình để cho mọi người thấy. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Nếu thấy video của mình hay hãy giúp mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình tiếp tục ra những video khác hay hơn nhé. Chào tất cả các bạn.